Cơ khí Hoàng Trịnh xin kính chào quý khách. Bằng cả tâm huyết và sự sáng tạo, Cơ khí Hoàng Trịnh ra đời và đã trở thành đơn vị có uy tín trong việc cung cấp các loại máy móc, thiết bị ngành cơ khí để phục vụ cho bà con sản xuất nông nghiệp, mang lại những giá trị và hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh của các cá nhân, doanh nghiệp khắp cả nước. Chúng tôi chuyên sản xuất máy băm tàu dừa, cành cây các loại, máy băm quả dừa, sơ dừa. Máy băm cành cây, tàu dừa có số chạy tự động, có 3 số để điều chỉnh răm to nhỏ, không cần dùng sức đẩy. Ngoài ra, Hoàng Trịnh còn có máy băm mini có số chạy tự động, không cần dùng sức đẩy. Đặc biệt, với máy xay nghiền sơ dừa, quả dừa dùng động cơ điện một pha, sử dụng động cơ 3,3 kW hoặc động cơ 2,2 kW. Với chức năng băm cây thành mùn cưa, thiết kế chắc chắn, nhỏ gọn, có thể khuân thác, có bánh xe di chuyển dễ dàng trên mọi địa hình. Máy băm cành mini có tác dụng băm những cành lớn kèm lá tươi thành vụn, mảnh răm và mùn hữu ích an toàn. Máy băm đạt hiệu quả cao trong việc dọn vườn, xử lý cành lá, xác cây, làm phân ủ hữu cơ dinh dưỡng. Năng suất hoạt động của máy băm cây cao nhưng tiếng ồn lại vô cùng nhỏ êm. Sản phẩm cuối cùng sau quá trình băm nghiền đã xong có thể được sử dụng vào việc làm phân vi sinh, tạo viên nén hay được cho vào giá thể trồng lan, vào bịch để trồng nấm. Ngoài ra, máy băm cành mini còn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong việc băm lá cây, băm rau cỏ, băm thân cây ngô, cây mì, cây sắn ra thành nhiều mảnh nhỏ và vụn dùng để chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản vô cùng tiện lợi. Với những ưu điểm của máy băm cành mini đã khẳng định được vị trí vai trò của mình trong hoạt động canh tác nông nghiệp của bà con. Với sự trợ giúp của máy, rác thải xanh dễ dàng được chuyển đổi thành các dạng mùn có giá trị dinh dưỡng cao, làm đất tơi xốp và giữ ẩm cho vườn. Máy băm cành mini trở thành công cụ không thể thiếu trong các nhà vườn trên toàn quốc. Đến với Cơ khí Hoàng Trịnh, quý khách luôn luôn được tư vấn về đầu tư trang thiết bị, máy móc, yên tâm về giá cả, chất lượng và đặc biệt dịch vụ sau bán hàng. Với phương châm kinh doanh, uy tín hàng đầu, chất lượng đảm bảo, giá cả cạnh tranh, bảo hành chu đáo, Cơ khí Hoàng Trịnh xứng đáng là lựa chọn tin cậy hàng đầu của quý khách hàng. Mọi nhu cầu, liên hệ hotline 0906 533 637, địa chỉ thôn Kim Châu, xã Drei Bờ Hăng, huyện Cư Cun, tỉnh Đắk Lắk.